Mặt nạ ngủ dưỡng Molanay là một trong những dòng sản phẩm được ưa chuộng hơn hết vì bảng thành phần vô cùng lành tính và đem lại hiệu quả cao, giá cả rất hợp lý. Đã được người tiêu dùng phản hồi rất tích cực. Hơn nữa, để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, hãng đã cho ra mắt 4 loại Umo với 4 hương thơm khác nhau. Nhưng hai loại được sử dụng nhiều nhất hiện nay đó là dòng mặt nạ ngủ dưỡng Molanay màu hồng và mặt nạ ngủ dưỡng Molanay màu xanh. Liệu sử dụng loại nào sẽ mang lại hiệu quả tốt nhất cho đôi môi? Hãy cùng shop mình làm rõ điều này hơn ở video bên dưới nhé. Bên mình là shop bán hàng, nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem, biết cách phân biệt kem giả, để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Mặt nạ ủ môi Laney Mini là sản phẩm của hãng mỹ phẩm Laney, nổi tiếng tại Hàn Quốc. Sản phẩm chứa hàm lượng cao chiết xuất từ các loại quả mọng tự nhiên, cung cấp lượng vitamin C và các chất cần thiết cùng độ ẩm giúp tái tạo da môi, đồng thời giúp môi căng mịn, hồng hào chỉ trong một thời gian ngắn sau khi sử dụng. Ngoài ra, cùng với mùi hương khá dễ chịu đem lại cảm giác thư giãn và nhẹ nhàng, dễ đi sâu vào giấc ngủ, mặt nạ ủ môi Laney nhận được sự yêu thích từ đông đảo tín đồ làm đẹp và gây được tiếng vang lớn trên thị trường với hai dòng mặt nạ ủ môi Laney màu xanh và màu hồng. Với mặt nạ ủ môi Laney màu xanh đem lại cảm giác tươi mát và sảng khoái, có mùi táo nhẹ nhàng, chất kem mịn mượt trên môi, không gây nhờn rít hay lợn cợn, có khả năng dưỡng ẩm rất hiệu quả. Còn đối với mặt nạ ủ môi Laney màu hồng đem lại cảm giác ngọt ngào, đáng yêu, là phiên bản phổ biến và được ưa chuộng nhất trên thị trường hiện nay. Dưỡng môi Laney hiệu quả tốt nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín, bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán dưỡng môi Laney hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.